Xin chào, đây là channel học tiếng Việt với TVL. Tôi tên là Lan và hôm nay tôi sẽ dạy các bạn cách nói there is và there are trong tiếng Việt. So, in order for you to know how to say there is and there are in Vietnamese, let's leave the studio and I'll show you my room. So, nhà của tôi có 3 phòng. Đây là phòng ngủ của tôi. Trong phòng ngủ của tôi có một cái giường, một cái tủ quần áo và một cái bàn. Có 3 quyển sách và một cái máy tính ở trên bàn. Có một bức ảnh ở đây. Trong bức ảnh có 3 người. Họ là bạn của tôi. So have you found out how to say there is and there are yet? It's very simple. Có. Có. It doesn't matter if it's there is, there are, there was, there have been. Any of those will be translated to one simple có in Vietnamese. The way you use it is you just put it before the nouns, similar to in English. Có một con chó trên đường. Có một người gọi điện cho chị tối qua. Không có nhiều vấn đề từ khi anh ấy đến đây. Có 2 cách để làm bài tập này. Tuần này có 3 ngày tôi không phải đi làm. Không có tiền trong ví của tôi. Có has another meaning in Vietnamese, which is to have. If you're an English teacher in Vietnam, I guess your reaction now is, ah, that's why. Because Vietnamese students, when speaking English, always make the mistake. My family has 4 people instead of there are 4 people in my family. This book has 50 pages instead of there are 50 pages in this book. That's the reason. So now it's time for you to do some practice. That's all for today, another very simple grammar. I hope you found the video helpful and don't forget that if you have any questions, you can just comment below and I'll try my best to answer all your questions. So I'll see you in our next video.